Xin chào tất cả các bạn. Hãy ủng hộ mình bằng cách kéo xuống phía dưới bên góc tay phải, ấn đăng ký kênh và rung chuông để cập nhật giá vàng hàng ngày một cách chính xác nhất. Xin chào tất cả các bạn đến với phiên cập nhật giá vàng của chúng tôi sáng ngày 6 tháng 8 năm 2019. Thì nhìn chung giá vàng trong nước và thế giới trong ngày hôm nay thì đều có xu hướng tăng. Như các bạn đã biết thì hôm qua thì giá vàng tăng rất là đột biến ở tất cả các hệ thống vàng trong và ngoài nước. Đối với hôm qua thì vào buổi sáng thì tăng 440.000 trên đồng trên một lượng, và đến chiều thì nó lại tiếp tục tăng thêm 100.000 đồng nữa, là lên 540.000 đồng trên một lượng. Và trong sáng ngày hôm nay thì cả giá vàng thế giới và trong nước thì đều có xu hướng tăng. Đấy. Và cụ thể giá vàng trong nước và thế giới như sau. Thứ nhất đó là đối với giá vàng thế giới trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay đang được giao dịch ở mức đó là 1.466,1 USD trên báo sơ, và có tăng 0,6 USD trên báo sơ so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Còn đối với giá vàng ở trong nước, đối với hệ thống SJC và Doji đều có xu hướng tăng, dao động khoảng 50 cho đến 200.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều và bán ra so với ngày hôm qua. Cụ thể như sau. Đối với giá vàng SJC ở Hà Nội, trong buổi sáng ngày hôm nay đang được mua vào ở mức đó là 40.450.000 đồng trên một lượng và bán ra là 40.770.000 đồng trên một lượng, và đều tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch chiều ngày hôm qua. SJC ở thành phố Hồ Chí Minh đang được mua vào ở mức đó là 40.450.000 đồng và cũng tăng 200.000 đồng ở chiều mua vào, và bán ra là 40.750.000 đồng và tăng 200.000 đồng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Còn đối với hệ thống vàng Doji, Doji thì có mức độ tăng thấp hơn so với lại SJC. Cụ thể đó là ở Hà Nội thì đang mua vào mức đó là 40.470.000 đồng và bán ra là 40.970.000 đồng, và có tăng 120.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Còn đối với Doji ở thành phố Hồ Chí Minh là chỉ tăng 50.000 đồng ở chiều mua vào thôi, còn bán ra thì vẫn đang giữ mức ổn định. Cụ thể đó là mua vào 40.350.000 đồng và bán ra là 40.850.000 đồng. Đó là hai cái thị trường vàng lớn ở nước ta, SJC và Doji. Còn đối với giá vàng SJC tại một số ngân hàng lớn ở trong nước thì có giá như sau. Đối với Techcombank, chiều mua vào là tăng 180.000 đồng và bán ra là tăng 330.000 đồng. Cụ thể mua vào là 40.550.000 đồng và bán ra là 40.800.000 đồng. Eximbank, chiều mua vào là 40.550.000 đồng và bán ra là 40.800.000 đồng. Và Eximbank thì chiều mua vào tăng 200.000 đồng và bán ra cũng như vậy, cũng tăng 200.000 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. SCB, chiều mua vào là 40.500.000 đồng và bán ra là 41.300.000 đồng. Và chúng ta có thể thấy rằng SCB này chiều bán ra rất là cao, 41.300.000 đồng, và cao nhất trong tất cả các hệ thống vàng ở trong nước. Và mua vào tăng 400.000 đồng và bán ra là tăng 800.000 đồng. Vietinbank Gold, chiều mua vào là 40.450.000 đồng trên một lượng và bán ra là 40.770.000 đồng trên một lượng, và tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra trên một lượng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. TPBank thì có diễn biến trái chiều ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Bán ra thì có xu hướng giảm, còn mua vào thì lại có xu hướng tăng. Cụ thể mua vào đó là 40.350.000 đồng, tăng 120.000 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Và bán ra thì có giảm 130.000 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Và hiện nay đang bán ra ở mức 40.800.000 đồng. Maritimebank và SHB thì vẫn giữ mức giá ổn định như ngày hôm qua khi mà chúng tôi cập nhật sáng ngày hôm nay. Cụ thể đó là Maritimebank đang được mua vào ở mức 38.500.000 đồng và bán ra là 40.500.000 đồng. SHB mua vào là 36.640.000 đồng và bán ra là 36.820.000 đồng. Đó là SJC ở một số ngân hàng lớn ở trong nước. Còn đối với SJC ở các tổ chức lớn như Phú Quý, Ngọc Hải, PNG, PNG thì có PNG SJC và PNG một lượng thì đều có xu hướng tăng, và biên độ tăng là 150.000 đồng cho đến 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán ra. Cụ thể như sau. Đối với hệ thống vàng Phú Quý SJC, chiều mua vào là 40.500.000 đồng và bán ra là 40.850.000 đồng, thì các bạn có thể theo dõi hình ảnh ở trên màn hình.
Và mua vào tăng 250 và bán ra cũng như vậy, 250.000 trên một lượng. Ngọc Hải SJC ở thành phố Hồ Chí Minh chiều mua vào 40.350.000 đồng một lượng và bán ra là 40.800.000 đồng một lượng. Chiều mua vào tăng 200.000 đồng và chiều bán ra tăng 150.000 đồng. PNG SJC chiều mua vào là 40.250.000 đồng và bán ra là 40.750.000 đồng, và mua vào tăng 150 và bán ra tăng 250. Còn PNG một lượng chiều mua vào là 40.050.000 đồng và có tăng 150.000 đồng so với ngày hôm qua, và bán ra là 40.750.000 đồng, tăng 250.000 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Như vậy là vàng SJC ở các tổ chức lớn này thì đều có xu hướng tăng. Còn đối với một số thương hiệu vàng khác ở trong phạm vi cả nước như Nhẫn SJC 24K chiều mua vào đang ở mức đó là 40.380.000 đồng và bán ra là 40.880.000 đồng. Ở cả hai chiều mua vào và bán ra của Nhẫn SJC 24K thì đều có xu hướng tăng 180.000 đồng. Nhẫn Phú Quý 24K thì tăng 200.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 300.000 đồng ở chiều bán ra trên một lượng. Cụ thể đó là mua vào 40.300.000 đồng và bán ra là 40.800.000 đồng. Nhẫn SJC 24K chiều mua vào là nhẫn PNG 24K chiều mua vào là 40.050.000 đồng và bán ra là 40.750.000 đồng. Chiều mua vào tăng 150 và bán ra là tăng 250.000 đồng trên một lượng so với ngày hôm qua. Ngọc Hải 24K thành phố Hồ Chí Minh chiều mua vào là 39.880.000 đồng một lượng và bán ra là 40.280.000 đồng một lượng, và đều tăng 80.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Đối với PNG 24K chiều mua vào là 39.750.000 đồng một lượng và bán ra là 40.550.000 đồng một lượng. Cả hai chiều mua vào và bán ra đều tăng 250.000 đồng so với phiên giao dịch chiều ngày hôm qua. Còn đối với PNG 18K thì tăng 180.000 đồng ở cả hai chiều mua vào bán ra. Cụ thể mua vào là 29.160.000 đồng và bán ra là 30.560.000 đồng. Đó là các thương hiệu vàng khác ở trên phạm vi cả nước. Còn đối với SJC tại một số cái địa phương ngoài Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì có Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Bình Phước, Huế, Biên Hòa, thị trường vàng miền Tây, Quảng Ngãi, Đà Lạt và Long Xuyên thì đều tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Cụ thể mình xin điểm qua như sau. Đối với Đà Nẵng và Cà Mau thì chiều mua vào đang ở mức 40.450.000 đồng, bán ra là 40.770.000 đồng. Và hai tỉnh thành này thì đều tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. SCC ở Nha Trang mua vào là 40.440.000 đồng và bán ra là 40.770.000 đồng, cũng tăng 200.000 đồng. Ở thị trường vàng Bình Phước chiều mua vào là 40.420.000 đồng và bán ra là 40.780.000 đồng, và cũng tăng 200.000 đồng. Thì các bạn theo dõi ở trên màn hình để nhìn trực quan hơn nhé. Ở Huế chiều mua vào là 40.430.000 đồng và bán ra là 40.770.000 đồng, và cũng tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra trên một lượng. Ở Biên Hòa, thị trường vàng miền Tây, Quảng Ngãi và Long Xuyên của An Giang thì đều có mức giá như nhau ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Cụ thể Biên Hòa, miền Tây, Quảng Ngãi và Long Xuyên chiều mua vào là 40.450.000 đồng và bán ra là 40.750.000 đồng trên một lượng, và đều tăng 200.000 đồng. Đấy, 4 địa phương này có giá như nhau. Còn đối với Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng chiều mua vào là 40.470.000 đồng và bán ra là 40.800.000 đồng, và đều tăng 200.000 đồng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Đó là đối với SJC ở các thành phố lớn trên phạm vi cả nước. Còn đối với thị trường thành phố Hồ Chí Minh thì nó cũng có giá tương tự như là Hà Nội và Đà Nẵng, cho nên là mình sẽ không cập nhật nữa, và các bạn có thể theo dõi ở hai cái thị trường Đà Nẵng và Hà Nội của hệ thống SJC. Đấy. Đó là hệ thống vàng trong ngày mùng 6 tháng 8 năm 2019 thì đều có xu hướng tăng như vậy. Nếu mà chiều nay hoặc trưa nay nó lại tiếp tục thay đổi thì mình sẽ tiếp tục cập nhật. Hôm qua thì mình xin lỗi các bạn là mình không cập nhật giá vàng được, bởi mình
bận quá cho nên là mình không cập nhật được. Và bắt đầu từ hôm nay và những ngày tiếp theo mình sẽ cập nhật đều đặn vào lúc 9 giờ hàng ngày. Kính mong quý anh chị hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi giá vàng cũng như là ủng hộ mình. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.